Thưa quý vị và các bạn, lời Chúa ở trong sách Hebrew đoạn 12 câu 6 có chép như thế này: Vì Chúa sửa phạt người Ngài yêu thương, nhưng ai được nhận làm con thì Ngài cho roi, cho vọt. Trong tiếng Anh lời Chúa chép: For the Lord disciplines the one he loves and chastises every son whom he receives. Thưa quý vị, Chúa Ngài dùng hai biện pháp để mà giúp chúng ta trưởng thành, để huấn luyện tất cả những ai là con cái của Ngài. Cái thứ nhất là Ngài sửa phạt khi chúng ta làm sai, khi chúng ta chống nghịch lại thánh ý của Ngài, đi ngược lại đường lối của Ngài, khi chúng ta đi vào trong cái chỗ tối tăm, khi chúng ta phạm tội, khi chúng ta làm những cái điều mà có hại cho tâm linh cũng như thể xác cũng như đời sống của chúng ta, thì Chúa Ngài sửa phạt để giúp chúng ta làm lại cho đúng, sửa lại cho đúng. Và cái thứ hai, Ngài cũng dùng lời nói để quở trách những ai mà Ngài yêu mến, những ai người gọi là con cái. Thưa quý vị, không có ngoại lệ khi chúng ta có những lúc Chúa Ngài dùng những cái biện pháp bằng cái hành động, nhưng mà có những lúc Ngài lại dùng những cái lời nói để either để có thể khiển trách hoặc là sửa phạt chúng ta, giúp chúng ta bước đi ở trong đường lối của Ngài, giúp chúng ta sửa sai và làm lại cho đúng, và giúp chúng ta trưởng thành ở trong đức tin, giúp chúng ta ra được những cái bóng trái của Đức Thánh Linh. Và thưa quý vị, trưởng thành là con đường tất cả chúng ta phải đi nếu chúng ta muốn được kết quả cho Ngài. Cho nên thưa quý vị, khi mà chúng ta được Đức Chúa Trời sửa phạt hay là khiển trách, thì chúng ta đừng có lấy làm buồn, bởi vì lời của Chúa cho chúng ta biết rằng Ngài chỉ sửa phạt những người Ngài yêu thương, còn những người mà Ngài không yêu thương thì chắc là Ngài sẽ không sửa phạt. Cho nên khi chúng ta được Chúa sửa phạt hoặc Chúa quở trách, thì đó chính là một cái cơ hội để chúng ta trưởng thành. Và tôi cầu nguyện để chúng ta hạ mình, ai nấy ai cũng có thể hạ mình, humble before the Lord, hạ mình trước mặt Chúa, để rồi chúng ta nhận lấy những cái khuyết điểm của mình, và từ đó chúng ta vượt thắng tất cả những cái sự yếu đuối, tất cả những cái sự nhược điểm, tất cả những cái tội lỗi trên đời sống của chúng ta, để rồi chúng ta được trở nên thánh khiết, dự phần vào trong sự thánh khiết của Ngài. Và chính vì vậy chúng ta được đến gần Ngài hơn nữa mỗi một ngày, và từ đó chúng ta được tiếp nhận cái quyền năng của Ngài, cái sự sức giàu của Ngài, cái sự vinh hiển của Ngài, và chúng ta có thể chiếu ra cái sự vinh hiển của Ngài cho những người xung quanh. Và chính vì vậy những người xung quanh biết Chúa là đứng thực hữu, Chúa là đứng hiện hữu, Chúa là đứng đang sống ở trong mỗi cuộc đời của chúng ta. Và đó là cái mục đích mà chúng ta sống, để làm vinh hiển danh của Ngài. Hallelujah, chúng ta tạ ơn Chúa bởi vì Ngài yêu chúng ta và Ngài sửa trị hoặc là quở trách chúng ta. Không còn một lý do ngoài khác, đó là tình yêu của Ngài đối với con cái của Ngài. Hallelujah. Xin kính chào quý vị.